chào. Dạ, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Hơn 5 giờ chiều của ngày 23 tháng 8 2024. Em lại trở lại trong tuần này, chuẩn bị lễ 2 tháng 9 rồi. Thì bà con anh chị các bạn nào có nhu cầu mua xe đi chơi du lịch, đi về quê, hay là không cần phải đi chơi du lịch, không cần phải về quê, mà mình có nhu cầu mua xe, thì bà con cứ theo dõi những cái video trên kênh Ngố Nguyễn nha. Và hôm nay á là thứ 6 thì em cập nhật tại bên xe máy Thành Công. Và ở đây tên chính xác là Thành Công Auto nha. Thì coi như là Thành Công 1, còn ở đằng kia ở 66 trạm 4 Bà Điểm Hóc Môn, còn ở đây á là 28A phường quốc lộ 22 Trung Mỹ Tây, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Thì nói chung là hai tiệm có cách nhau là đối diện đường anh chị. Thì cái tiệm Thành Công 2 nằm ở đây nè, còn tiệm Thành Công 1 nằm đây nè, kiểu dạng đối diện đường vậy nhưng mà nó xéo qua đây miếng chút thôi, cách nhau có vài trăm mét nè. Thì bà con mình cứ theo dõi những video của em nha. Cũng chỉ có một cô chủ duy nhất à, nhưng mà tại hai địa điểm thôi. Mọi người thấy là những cái mẫu như là SH nè, rồi Senaga thì không thể thiếu như là AB, Vario, Vespa. Còn cung tay thì sẽ có như là Winner, rồi xe số là có Future thì như là đầy đủ hết trơn à. Từ Future 1, Future 2 em nhớ là mấy video rồi có, không biết hôm nay còi xong. Còn Future X với Future này thôi khỏi bàn luôn, có rất là nhiều. Giờ anh em mình vào cái việc chính luôn, đó là gặp chị Nga ha, để chị cùng anh em mình cập nhật giá mới nhất trong cái tuần này cho chị các bạn luôn. Xe hôm nay á là nhìn cũng rất là đầy đặn, rất là nhiều. Bà con mình từ từ theo dõi video nha. Rồi em chào chị Nga. Chào chị. Dạ chào chị. Này, nay lại thứ 6 rồi, nhanh dạ, quá đúng không mọi người? Tiếp tục thứ 6 thì lại lên clip tiếp. Thì cái địa chỉ nãy giờ thì em cũng đã có báo hết rồi đúng không? Thì cái thủ tục mua bán trao đổi thì của cửa hàng thì từ hồi nào đến giờ nó vẫn là như vậy. Mặc định nó vẫn chỉ là có mua bán trao đổi và có hỗ trợ trả góp. Thì mình cứ như vậy, mình cập bây giờ là mình cập nhật những cái chiếc xe mà mới về để báo giá cho bà con tham khảo. Rồi nay okay, cứ đi từ trong đi ra luôn đi. Ok chị ha. Coi như trả góp nè, xếp xe là bên cửa hàng có đầy đủ hết. Còn có một cái vấn đề mà nó em thấy là nó hơi bị đặc biệt quan trọng tí á, mà em qua nhiều nơi là có chứ phải không, nhưng mà số lượng nó ít không có nhiều. Đó là về vấn đề xe chính chủ. Thì bên mình là nhiều lắm đúng không? Bên cửa hàng của chị là từ hồi nào đến giờ luôn, tức là từ trước đến bây giờ luôn, lúc nào cũng tầm 70% trở lên là xe chính chủ. Còn những cái xe không chính chủ là có chứ không phải là không có, nhưng mà đấy là những cái trường hợp thứ nhất là xe nhỏ tiền, thứ hai nữa là bây giờ cái thủ tục của nhà nước nó hơi phức tạp hơn một chút, thì có những cái mà người ta xe vợ đứng tên nhưng mà chồng đi làm ở dưới quê, hoặc là vợ ở dưới quê rồi có những cái lý do là nghỉ thai sản này kia các thứ đó, thì người ta cũng không có những cái giấy đăng ký kết hôn và không có hai người thì cũng không ra công chứng được. Nhưng mà vẫn là có chứng minh chủ của chủ nhà vẹt đầy đủ. Cho nên là mình cũng yên tâm. Còn ví dụ như là để mà công chứng thì thôi, thì cái nào thì mình cũng áp dụng theo mỗi cái một cơ duyên khác nhau đi. Thì nó tùy. Mà em thấy quan trọng nhất là mấy cái dòng xe mà cao cấp á, tầm cao cao thì đổ lên là hầu như chính chủ hết trơn à. Đúng rồi, những cái xe cao cấp của bên chị là 100% xe chính chủ. Bởi vậy bà con nào ở dưới tỉnh, các tỉnh khác á, nhưng mà thích biển số Sài Gòn thành phố á, tại vì bên cửa hàng á, đa số biển số Sài Gòn thành phố rất là nhiều. Đúng mà rồi, những cái biển đó là số chính chủ không à, nên là nếu ở dưới các tỉnh mà bà con muốn vẫn mình đứng tên chính chủ mà lại sử dụng biển số Sài Gòn thì chỉ còn có một cách, đó là mình ký ủy quyền về đó, là được bà con ha. Rồi, đó vấn đề đó, bà con có thắc mắc thêm cứ gọi với chị Nga nha, số trên màn hình đó. Rồi giờ chị mình vào việc luôn, là mình quay đây luôn ha. Rồi, còn đây, đây là chiếc lít này là 125 nè. Con này đời nào đây chị ha? Chiếc này chắc đời 23, 14 nè. Chiếc này cửa hàng bán ra là 17.500.000. 17.500.000, được cái là cái dòng mà lít này á, là cốp rất là rộng. Đó là chị em, anh chị mình mà đi du lịch đi xa hay là đi công việc đựng đồ này kia là thoải mái luôn. Có đây biển số là Tây Ninh ha, 70G1 24772. Rồi, còn bên đây là AB đầu bò. Như chiếc AB đầu bò này là mới vừa đổi xe ra thức thể nè. Đổi xe ra là tính 10.500.000. Bây giờ anh chị nào mua em cũng bán luôn 10.500.000, mới vừa đổi xe ra nhé. Cái này gọi là hàng nóng hổi luôn á. Cái này là có robot tìm xe luôn. Đúng rồi, robot tìm xe. Chìa khóa lớn luôn nha. Này là quá lớn. Mà lâu quá hết pin. Chắc hết pin rồi. Lâu quá hết pin rồi. Cái này thì mình thay cục pin vào thôi anh chị, chỉ có 230.000 thôi à. Biển ở Bình Dương 61C113005 10.500.000. Rồi. Còn bên đây là EC 150. EC 150 trước này là đời 2017.
Trước này giá là 20 triệu 500. 20 triệu 5. Thì tổng quan bên ngoài thì anh em có thể thấy nhìn rất là liền lạc đẹp, tại vì đã xử lý và dán tem mới đẹp lại cho anh em rồi. 50N1 17202 nha. Nhưng mà máy là zin đúng không chị? Máy móc zin, bảo hành 1 năm máy luôn. Dạ. Rồi. Đây là Future Nail nha. À, còn Future Nail, Future Nail này thì mấy clip trước cũng đã báo rồi. Dạ. À, chiếc này giá là 21 triệu. 21 triệu. À, tình trạng máy móc là có rớt đầu hay làm nào gì chưa chị ha? À, chắc chắn là rớt đầu khi nghe dạ báo giá Future Nail mà 21 triệu. Đó. Dạ. Rõ ràng bà con, để cho anh chị mình yên tâm ở xa mà có thời gian đến đây mình tham khảo luôn nha. Có sao chị sẽ bậy luôn. Đây là Phương 1 đó chị. Phương 1. Chiếc này giá là 16 triệu 500. 16 năm, 59L3, 08430. Và tất nhiên một chiếc xe riêng thì giá của nó 2-30 triệu là chuyện bình thường bà con nha. Còn giờ chắc riêng nó còn đủ, máy móc chắc chắn phải có làm rồi. Còn bên đây cũng là phiên 1 luôn, chiếc này cũng 16 triệu 500. 16 năm. Rồi, bây giờ em sẽ quay lại bản số phía sau hết cho bà con lấy, bà con theo dõi ha. Ưng con nào thì mình cứ liên hệ cửa hàng để mình chốt, mình lấy con đó thôi bà con ha. Rồi. Em quay bản số hết nè, mọi người mà thắc mắc thêm cứ gọi về cho chị nghe. Số điện thoại thì trên màn hình của bà con mình hết rồi đó. Rồi đây tiếp tục mình sẽ đến với một cái chiếc Future. Nhưng mà con này là Future, mình hay gọi là Future mập á anh em nha. Future mập. Chiếc này giá là 16 triệu 500 à. 16 triệu 500 à. Em thấy là tem rin, áo rin là còn đầy đủ hết luôn bà con nha. Đúng rồi, biển số thành phố chính chủ luôn. Dạ. Rồi, chính chủ luôn hả chị? Đúng rồi. Vậy là bây giờ con này anh em mà muốn ra tên nhưng mà sợ lâu hoặc là tốn chi phí, có thể nhờ chị ký quyền là thoải mái ha. Đúng rồi. Dạ, tại vì chính chủ mà. Bên đây là Wonder. Cái này là Wonder V1 này, trước này là đời 2018 này. Dạ. Còn trước này, là màu này giá nhé. Là 19 triệu. 19 triệu đồng, mang bản số là 59C2-66685 bà con nha, màu đen nhám. Máy zin không chị? Máy zin. Rồi, ok luôn. Đây là một chiếc Satria tiếp theo, mang biển số Satria là 59. Satria này là đời 2020, chiếc này giá là 31 triệu. 31, biển số là 59D2-70884. Thêm bọng này kia là có dáng mới đồ đẹp hết, áo hình sơn xám xi măng, vô những cái ốc titan và hạ phục chút đỉnh anh em mình ha. Rồi, Vision đi chị. Vision, Vision này là đời 2020 này, chiếc này giá là 27 năm. Chiếc này là màu xanh đá, chiếc này còn dán keo nguyên chiếc luôn nha, biển số của thành phố. Vô một vài món đồ chơi nhỏ, không cũng không phải dùng từ là đồ chơi nữa, một vài cái phụ kiện nhỏ đó nha, để làm cái điểm nhấn nó cũng đẹp. Là những cái công tắc ở trên xe được thay thành màu đỏ với bao tay và gù chống đổ, cũng như một số ốc Salaya trên ốp UE, biển số 59D2-93575, biển số được ở hàng 3575. Rồi bên đây là bên con... đây cũng là Vision luôn, nhưng chiếc này là biển số 83 thì giá chỉ có 25 triệu thôi. 25 triệu. Con này thì biển số Sóc Trăng 83740734 nha. Rồi. Máy móc riêng luôn hả chị? Đúng rồi. À, cho em hỏi tham khảo coi, nếu như mà những cái Vision hay là AB đồ bên mình đó, bình thường hỗ trợ khách hàng bảo hành về máy trong thời gian bao lâu? À, Vision AB là bảo hành cho khách từ 1 năm trở lên. 1 năm đổ lên luôn. Đúng rồi. Đó là luôn ha. Dạ rồi. Qua đây là một chiếc Edge 150, áo có xử lý đẹp lợi mới cho anh em, biển số 59Y1-85684. Chiếc này là đời 2016 Mobitas. Dạ. Chiếc này giá là 20 triệu 500. 20 triệu 500, áo xử lý full can rồi nên là mọi người thấy không có chạy luôn. Luôn. Dạ. Máy móc còn zin hết luôn nha. Dạ. Rồi, ok bà con ha, 59Y1 là biển số của Hóc Môn. Còn bên đây là một cái chiếc Exeter, nhưng mà Edge này là Edge 50. Dành cho các bạn học sinh cấp 3 đồ là sử dụng là hoàn toàn hợp lý, cũng như là anh em chưa có bằng lái đồ á. Cái này còn trước một duy nhất nè. Dạ. Chiếc này giá là 12 triệu 500. 12 năm. Đôi khi mọi người đi kiếm bây giờ 135 mà xin lỗi chị, Edge 50 mà mẫu đẹp đẹp về bây giờ không có nữa, hơi ít đó nha. Một vài nơi nào họ còn thì mới có thôi. Rồi, còn bên đây là Mio Classico. Đấy, chiếc này là 10 triệu 500, biển số của thành phố chính chủ luôn. 10 triệu 500 ngàn bà con nha. Em quay bằng số lại đồ hết cho anh em mình coi luôn. Thắc mắc thêm thì mọi người cứ mạnh dạn mình em vẫn khuyên bà con đến cửa hàng mình xem xe ha. Còn nếu mà trong quá trình quay cần rõ một cái chi tiết nào nữa thì cứ gọi với chị chủ, chị diễn tả chi tiết đó. Nếu mà hợp lý mình rồi thì vẫn khuyên đến để trực tiếp mình coi nữa luôn, cho nó vừa ý của mình. Trên đây mình có chiếc mô tô này chị. À, chiếc này là 25 triệu. 25. Dành ngầu quá trời ngầu luôn. Cái gù chống đổ quá to luôn anh em thấy không? Quá nặng quá ngon lành luôn. Mắc ma nha. Rồi, 25 này các chú các bác lớn tuổi là sẽ thích mấy cái màu mà nó ngầu ngầu quá to to giống vậy nè. Rồi. Còn bên đây là Vario 160. Dạ. Cái này là phiên bản đặc biệt hai đĩa ABS. Dạ mà. Chiếc này giá là 45 triệu. ABS giá 45. Rồi, ok bà con nha.
2 bus thì tất nhiên là sẽ có đĩa sau, còn xe bus thì nó chỉ có một đĩa trước thôi. Đúng rồi. Biển 59B3 344 và 4. Cũng là một phiên bản đặc biệt luôn. Dạ rồi. Còn này chạy không nhiều lên em. LVX 155. Cái này cũng là biển số của thành phố luôn. Dạ. Chiếc này giá là 22.500. 22.500.000 như vậy nhá. Dạ. Xe này là e-lock phụ kiện bọc đầy đủ luôn, chủ dạ. chạy rất là kỹ. Rồi, 59E1 85283 bà con nha. Còn bên đây chị một chiếc BCX nè. BCX này là máy Thái nè. Máy Thái. Chiếc này là đời 2010. Ừ. 2010. Dạ. Chiếc này giá là 22.500. 22.500.000 thôi. Máy Thái luôn, là máy rất là ngon rồi anh chị ha. Này các bác lớn tuổi sẽ chuộng nè, 59L101891 nha. Rồi. DAB đi chị, 125 đèn mắt cú. 125 đèn mắt cú, cái này đời 2014 giá là 17.500. Dạ rồi, 17 năm. 17366 đó là bằng số của chiếc AB 125 mắt cú này. Bên đây chiếc Click này nhìn bóng bẩy quá nè. Click này là Clicklay đời 2010 bánh 6 cây nè. Dạ. Chiếc này giá là 11 triệu. 11 triệu được sơn mới từ dàn áo đến dàn chân. Là tất cả mọi thứ đã làm đẹp lại hết rồi bà con ha. Rồi, rồi con này biển 54997312. Còn bên đây là chiếc xe Beat. Beat này là đời 2020, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Indo. Dạ. Chiếc này trả là 25 triệu. 25 triệu. Rồi. Đây là xe nhập khẩu từ Indo. Áo retail bây giờ còn đủ, máy móc rất là ngon. Nó tương tự giống Vision Việt Nam mình nhớ anh em. 59S338056 nha. Giá xe này nhập về Việt Nam là đang cạnh tranh với Vision đó. Dạ. Rồi. Bên đây là chiếc Lít 125 tiếp theo đi chị. Lít 125 chiếc này là đời 2019, giá là 28 triệu. Dạ. Yeah. Mã số thì bởi là của Sài Gòn mọi người mình nha. Rồi. 59G2 60244 là biển số quận 12 đó. Còn bên đây là 2022. Cái này nó đã có đèn nét rồi nhưng chưa phải là 4 van nha. Dạ. Đó. Chiếc này giá là 32 triệu. 32 triệu hả chị? Đúng rồi. Rồi. Con này thì là áo sơn màu xám xi măng, có đèn led, mẫu 2 van. Hai van thì chia sẻ thiệt với anh chị bạn mình luôn là nó sẽ êm ái hơn tí xíu. Đôi kia nó không vừa 4 van nhờ chắc 4 van nó hơi xào, nó hơi tại do động cơ nó mạnh. Rồi, nó còn bên đây chút nữa. Cũng là đời 2019, trước này giá là 27 triệu. Biển số thì là của quận Phú Nhuận bà con ha. Ừ. Màu này không phải màu đen đâu, không biết bà con. Cái này là màu xanh mực á. Dạ. Trong video mọi người có thấy rõ hay không thôi, chứ bên ngoài là em thấy màu xanh á, xanh đen nha. Thì là sáng nó sẽ hiện màu xanh lên. Mực này, mực kiểu lông này. Đó, bà con mình cứ nhìn sơ qua. Cần chi tiết nào rõ ràng thì cứ alo cửa hàng thôi nha. Đến với bên trên mình sẽ đến với những cái mẫu chuẩn bị đến lớp hát anh em ơi. Như con này là một cái màu xám lông chuột, khóa mắt cây, mẫu đời đèn led 2 tầng. Có đi đời nào đi chị? 150 tháng ABS, chiếc này giá là 75 triệu. 75, 150 ABS. Bản mắc tiền nhất luôn bà con nha. Mắc tiền nhất của năm mà chiếc này sản xuất ra luôn. Còn kế bên là một cái chiếc Vario. Vario 150 2021. Dạ. Yeah. Chiếc này giá là 43 triệu. Và con này mang bản số là An Giang 67N1 55523 nha. Xe này cũng chính chủ luôn nha. Dạ, chính chủ. Rồi. Ký giấy ủy quyền là thoải mái ha. Còn bên đây là BCX. BCX này là 26 triệu, chiếc 26. Này là màu đen nha. Dạ. 591 65130 là bản số với bà con mình nha. Rồi. Còn bên đây là AB. AB này là đời 2022. Ừ. Chiếc này giá là 33 triệu 500. Cái này 5. Cũng là hàng 2 van luôn nha. Dạ. Nói vậy chứ 2 van nó cũng mực mà, nó im ái lắm anh chị nha. Nội bộ nó cũng im nữa. 48C1 300015. Đương nhiên là 2 van chạy nó sẽ êm ả hơn. Dạ. Và nhiên liệu nó sẽ đốt ít hơn, tiết kiệm hơn. 4 van thì cái độ bơm nhiều. Chạy nó mạnh nhưng chắc chắn nhiên liệu nó sẽ tốn nhiều hơn. Dạ. Qua kế bên là một cái mẫu AB này là đời đèn led. Và đây là phiên bản 2019, bản kỷ niệm coi như là cũng cuối đời của cái mẫu này luôn rồi đó anh chị. Cái này là 31 triệu giao hồ sơ cầm tay cho bà con. Hồ sơ mình có luôn rồi hả chị? Có luôn rồi. Có luôn hồ sơ rồi. Rồi. Đây là một chiếc BS nhập Ý ha. BS này là xe nhập khẩu của Ý này. Dạ. Chiếc này giá là 25 triệu đời 2007. Rồi. Biển số của Long An chính Long chủ An. Luôn. À, các cô chú nào mà lớn tuổi đó, cô chú cô bác nào lớn tuổi mà bây giờ không có nhu cầu với là tên chi nữa mà vẫn muốn sở hữu một chiếc xe chính chủ thì có thể là thích BS thì lựa chọn con này, rồi cái nhờ cửa hàng ký quyền lại cho mình cũng như mình đứng tên vậy đó. Biển 62H1 30320. Rồi, còn bên đây là SHMO, chiếc này giá là 40 triệu. 40 triệu. À. Màu xanh nha, xanh lam xanh ngọc gì đó anh em, khóa mắt cây 50N1 00311. Bên đây cũng vẫn là SHMO luôn, chiếc này chỉ có 36 triệu thôi. Dạ. Em quay lại bản số cho bà con coi nha.
anh chị cô chú nào quan tâm thì mình cứ nhấc máy lên mình xem lại. Do cái điều kiện quay nó cũng loáng thoáng tí nên là em sẽ cố gắng quay chậm chút luôn để anh chị mình tiện nhìn được cái hàng phía sau con xe. Và mọi người muốn nhìn rõ nhất á, thì mình nhớ bấm vào chất lượng 108060 để được mọi trải nghiệm giống như là em đang quay bên ngoài bà con nha. Thì do hình thức mạng với một số wifi rồi hoặc là chị không biết chỉnh á, còn chất lượng 360 480 thì nó hơi mờ, và cô lưu ý coi 108060 nha. Còn bên đây là SH Việt Nam full ý. Dạ. Chiếc này giá là 55 triệu, hàng Việt Nam full ý luôn. Cái này là 125 hay 50 chị? Cái này là 125. 125 nhưng mà được lên full ý. Cái này là vô cả đồng hồ luôn nha. Dạ, quay đồng hồ đi em, quay cho anh chị coi luôn nè. Đó là đồng hồ giống ý không? Là công tắc là ngon lành. Và đặc biệt là dàn áo thì mọi người thấy nó bình thường rồi. Dàn áo thì lên ý là chắc chắn phải lên dàn áo, nhưng mà con này lên cặp bánh mâm 5 cây là giống của tắc ý luôn. Rồi gác chân nè, rồi đặc biệt là bô e nè, lốp nồi nè. Rồi cái lon bô chính bên đây luôn cũng có lên hết luôn ha, đuôi đèn nữa anh chị, là full ý là vậy đó. 76F1 366 81. Còn bên đây là VF3 này là đèn led này, thắng ABS. Chiếc này giá là 65 triệu. 67 triệu. 65 triệu. Dạ. Còn rồi, bên 65. Đây vẫn là VF3 luôn. 65 chiếc này thì đời thấp hơn chút xíu. Chiếc này giá là 44 triệu. 44. Và con đó là màu trắng ha, phiên bản nhìn nó rất là sport luôn vậy, thể thao á. 59Y2 98469. Mấy cái này máy móc mà chắc chắn là phải ngon lành trên hết rồi không chị? Tất cả những cái này đều bảo hành 1 năm trở lên. Dạ rồi. Để hỏi để bà con em yên tâm thôi. Tại vì những cái mẫu dòng xe cao cấp á thì bà con cũng hơi lăng tăng nên hỏi để mọi người yên còn tâm. Còn bên ha. Đây vẫn là VF3 luôn, nhưng trước này là đèn tròn, giá chỉ có 25 triệu thôi. 25 triệu đèn tròn. Đó, ai muốn nhẹ nhàng, dễ túi, dễ thở thì lựa chọn con này. Rồi. 59Y1 53077. Máy móc thì vẫn y chang như nhau nhưng mà kết cấu bên ngoài thì nó có khác một chút xíu. Dạ đúng rồi đó. Rồi. Rồi, SH đi chị, biển còn An Giang. Bên đây là SH biển là 60 67 An Giang. Dạ. Chiếc xe này là 48 triệu. 48 triệu đồng nha bà con nha, 48. Rồi, khóa là còn khóa lớn tìm xe đầy đủ hết. Rồi. Còn anh chị nào mà cần một chiếc xe mà gọi là chạy ngon mạnh và đẳng cấp luôn thì lựa chọn con này nè. Rồi. À, chiếc này là 250 triệu, số máy 109 đầu, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ý. Dạ. Đó. Cái xe này thì vừa là để chạy mà vừa là để làm của được luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Đầu máy là 109 bà con mình ha, SH nhập ý. Nên là sẽ có cái giá là 250 triệu là như vậy đó, 59B1. 36339, biển số lại nó lại đẹp nữa. Còn bên đây chị. Bên đây vẫn là SH luôn, chiếc này là biển số 70 này. Cái này là còn zin nguyên bản chưa lên này. Chiếc này giá là 48 triệu. 48 triệu đồng. Đó. Rồi. Biển số của Hòa Thành Tây Ninh 70G1 46110. Bên đây là tắc ý nhưng mà đời thấp á chị ha. SH ý này là đời 2006. 2006 vẫn là SH nhập nguyên chiếc của Ý và nó đã có FI xăng điện tử rồi. Nhưng cái số máy nó hơi thấp và cái kiểu dáng nó hơi gọi là đời đầu nhập về Việt Nam đó. Dạ. Rồi, chiếc này giá là 45 triệu. 45 triệu đồng. Rồi. Kế bên là một cái chiếc BS thứ hai của cửa hàng và con này cũng là đang mang biển số Long An luôn. 62B2 30803, biển số của Hòa Long An. Chiếc này giá là 23 triệu. Chiếc này thì có nhẹ hơn chiếc màu đen một chút xíu. Dạ rồi. Em quay lại cho bà con mình coi nha. Phía sau bảng số nè. Rồi con xe luôn. Cố gắng chút xíu để quay biển số lại hơi nhanh, cái bà con nói là nhìn không rõ nha. Để em quay chậm chút nè. Rồi. Sau đó cái giờ lên tới bên trên, tới một cái dàn SH tiếp theo. Và đây một cái chiếc nữa, SH Việt Nam. Cái này là form còn nguyên bản, chưa có lên ý lên gì hết, chỉ có dán ở đây. Cái này là máy 150. Dạ, 150. À, đây 2014. Bây giờ mình để nhiêu chị? Chiếc này giá là 47 triệu. 47 triệu đồng mọi người ha. 59V1 90950 là bảng số. Rồi. Còn bên đây vẫn là SH ý luôn. Thì Việt Nam lên luôn. Chiếc này là máy 150 nè. Chiếc này giá là 55 triệu. 55 triệu đồng. Đúng rồi. Rồi, Việt Nam lên đẹp ha mọi người. Ốc tán là được xi hết, từng con ốc bây giờ là trắng tươi hết, không có con nào mà ố nữa hết. Biển số mua quận 12, 59G2 88341. Còn bên đây vẫn là SH ý luôn. À, Việt Nam lên ý luôn. Chiếc này máy 150, biển số tư quý, chiếc này giá là 85 triệu. Rồi. 80 triệu hả chị? 85 triệu. 85 triệu. Rồi, ok bà con ha. 59X1. Đó, lý do 85 nè.
3 4 4 4 4 tứ quý 4 bà con nha. Rồi mình qua cái bên con này đi. Bên đây cũng vậy luôn, bên đây là 55 triệu. Dạ. Trước này là 150. Biển là Bến Tre anh chị nha, 71C4 43309 nha. Phá thông minh xe máy cây có lên rồi. Bên đây là cái phơ nguyên bản của đời đèn led 2 tầng, biển 59G2. Chiếc này là 65 triệu. Dạ, 150 CBS. 150 thì được cái là máy móc chạy nó bốc, nó vọt, nó mạnh hơn nhiều mười ha. Chiếc này là đời 2018. Dạ. Còn bên đây chị, con này màu đẹp quá. Bên đây cũng là ý luôn. Chiếc này thì số máy 102. Đầu 102. 130 triệu. Rồi. Anh chị nào vẫn quan tâm ít thắc ý nhưng mà tài chính mình có phần vừa phải thì lựa chọn mấy con như thế này nè. Thì ít thắc ý là dùng từ sử dụng và chơi cũng đúng anh chị, nên là đầu máy càng cao là người ta chơi tiền nó nhiều anh chị ha. Còn ai mà sở hữu vẫn là máy ý nhưng mà đầu máy nó thấp thì lựa chọn con này giá hợp lý. 5933 75444. Còn bên đây chị... Bên đây cũng là hàng Việt Nam lên luôn. Rồi. Chiếc này là 50 triệu. 50 triệu. Rồi. Và bằng số là 59T1 50052. Rồi. Mình qua con bên đây là một cái màu đỏ đô 67N1 36496. Chiếc này là dán keo nguyên chiếc luôn nha. Chiếc này giá là 63 triệu. 63 triệu đồng. Rồi, máy móc là không phải lo rồi. Rồi, còn bên đây nữa. Bên đây cũng vẫn là hàng lên luôn. Chiếc này giá chỉ có 45 triệu thôi. Dạ rồi, 45 triệu đồng anh em mình ha. Rồi, em quay phía sau lại cho. Rồi cái mình còn hàng bên trên xe số nữa nè, để bà con mình theo dõi. Đó. Anh chị các bạn cô chú nào mà mình cần quan tâm thêm thì cứ gọi về cho cửa hàng nha. Để cửa hàng có thể hỗ trợ bà con mình một cách chi tiết và thấu đáo hơn. Rồi, lên trên thôi. Ở đây có chiếc CBR nè, để em quay chi tiết để anh em coi rõ luôn. Con này chất xe đẹp lắm nha. Có đời nào đây chị? Con này 2023 ABS. Dạ. 2023 ABS luôn. Đó, phuộc là phuộc up xe down, ABS, ống tá là còn mới ken. Đó, những cái điểm này là không có cũ gì hết trơn, anh em không? Mới tin. Giờ giá mình để sao chị? Con này 45 triệu. Rồi. 45 triệu đồng cho chiếc CBR phiên bản đời nhám rất ngầu và đẹp anh em nha. Qua đây là một cái chiếc quay. Này là quay S hả chị? Cái này là quay S. Quay S. 2 là 7, 2 là 8 này. Chiếc này giá là 9 triệu rưỡi. Rồi. Quay S anh chị nha. Lên nhà áo của dạng quay hoa. Đó, nó có thắng đĩa luôn, là ngon lành luôn. Qua đây là một cái chiếc Sirius FI nhưng mà nó là bản bánh đùm thôi. Cái này là 2017, chiếc này giá là 11 triệu. Bản số là Đắk Lắk 47B2 19428 là bản số bà con ha. Rồi. Rồi còn đây bên đây là Future 1. Chiếc này là 15 triệu 500. Dạ. Cái này là mình có bản số không hay mình đã rút? Cái này có bản số, tại vì cái miếng meca của cái bản số nó bị bẻ nên chị đang ép lại cho nó. Dạ rồi. Nên là còn mà quên chưa có gắn. Dạ. Rồi. Rồi bên đây đi chị, Future 1 luôn. Bên này. Đây cũng vẫn là Future 1 luôn. Chiếc này cũng là 16 triệu 500, tất cả đều là số thành phố chính chủ hết. Dạ. 16 năm anh chị ha. 59G2 25100 là bản số. Và đây là Winner X. Mẫu này là đời V2. Và bản này là ABS. Giữa số 50N1 94359. Chiếc này giá là 24 triệu biển thành phố. Rồi 24 triệu và số là thành phố Hồ Chí Minh. Cái bên là một chiếc Winner V1 màu đen ha, đen nhám đỏ anh chị. Biển số 50N1 luôn, 28879. Cái này là 20 cặp triệu. Cặp vỏ mới tin. Cặp vỏ này mới lắm anh em ơi, mua về là 20 triệu biển số của Sài Gòn. Trung bình thì 1-2 năm chưa thay là bình thường ha. Còn chạy nhiều là khoảng thời gian cũng lâu lắm mới thay đó. Rồi, và còn bên đây là E150. Chiếc này là đời 2016. Chiếc này giá là 19 triệu. 19 triệu đồng, 59D2 09922 là bản số của anh chị nha. Rồi. Mình qua đây là một chiếc E135 đi chị. 135 này là biển số của Bến Tre. Dạ. Xe này là đã có hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Trước này giá là 20 triệu giao hồ sơ cầm tay. 20 triệu bao hồ sơ luôn và giao cho hồ sơ liền cho mọi người luôn. Rồi. Đây là Future 125, Future FI. Chiếc này giá là 19 triệu. Biển là 59N3 00293 anh chị nha. Bánh mâm và thắng đĩa. Máy vẫn còn riêng hả chị? Máy còn riêng luôn. Rồi. Rồi. Quanh đây là cặp Future X nè. Con đầu tiên là 59D1 15930 FI. Con này giá là 40 triệu. 40. Máy móc zin. Dạ rồi. Còn cái bên thì sao chị? Cái bên là 26 triệu. Cũng là FI, khác nhau là bánh mâm và bánh đĩa thôi. Đúng hai rồi. Con này có con nào máy móc làm không chị? Con bánh căm này là đã rất đầu rồi. Rồi, con bánh căm có rất đầu nên là giá nó hợp lý mọi người ha. Rồi. Tất cả đều là bản số của thành phố hết.
Dạ. Cái nào cái đó là rất rõ ràng, chiếc nào rớt đầu, chiếc nào khí giấy được, chiếc nào không khí giấy được thì Nga cũng đều phân tích và được báo rất là rõ luôn. Còn anh chị em nào mà theo dõi mà nghe chưa kịp á thì mình thứ nhất là mình gọi điện về cửa hàng, thứ hai nữa là mình tua lại cái khúc đó để mình chụp màn hình cái biển số của cái chiếc xe đó để mình trao đổi thương lượng với chị Nga cho nó dễ nha. Rồi cũng xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những clip sau. Rồi bây giờ để ta đi về cửa hàng số 2. Rồi, okay, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn chị các bạn.